Xin chào các em. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 18 trang 14 sách giáo khoa toán 8 tập 2. Ở bài số 18, đầu bài yêu cầu chúng ta đi giải các phương trình. Ý A, x trừ 3 trừ 2x cộng 1 phần 2 bằng x phần 6 trừ x. Ý B, 2 cộng x phần 5 trừ 0,5 nhân x bằng 1 trừ 2x phần 4 cộng 0,25. Thì ở bài số 18, các em nhận thấy được hai phương trình của chúng ta ở đây đều là các phương trình bậc nhất một ẩn. Tuy nhiên, ở đây chúng ta là các phương trình có chứa mẫu, đúng không? Vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải tiến hành quy đồng mẫu và khử mẫu. Sau đó, chúng ta sẽ đưa về dạng của phương trình bậc nhất một ẩn ax cộng b bằng 0 và tiến hành cách giải tương tự đối với phương trình bậc nhất một ẩn ax cộng b bằng 0. Rồi, vậy đầu tiên ở ý A thì đầu bài cho chúng ta phương trình đó là x phần 3 trừ 2x cộng 1 phần 2 bằng x phần 6 trừ x. Rồi ý A này, chúng ta có phương trình đó là x phần 3 bằng trừ 2x cộng 1 phần 2 bằng x phần 6 trừ x. Rồi, thì đầu tiên là cô sẽ cùng các em phải đi quy đồng mẫu số. Quy đồng mẫu, chúng ta nhận thấy mẫu đầu tiên của chúng ta là bằng 3, mẫu thứ hai là 2 và mẫu thứ ba là 6. Vậy thì mẫu chung của chúng ta ở đây sẽ là 6. Rồi, đã tìm được ra mẫu chung là 6 rồi thì vậy thì là đây nha, cô sẽ ghi mẫu chung ra đây cho các em nhìn nhá. Mẫu chung bằng 6 này. Thì đầu tiên thì các em sẽ tiến hành quy đồng phân số đầu tiên, phân tích đầu tiên thì các em sẽ được là lúc này phương trình của chúng ta sẽ tương đương với này. Mẫu chung là 6 nhá. Thì cô sẽ được là 2x phần 6 trừ đi 3 nhân 2x cộng 1 phần 6 bằng x phần 6. Âm x của chúng ta thì cũng sẽ được viết dưới dạng nó là 6x phần 6. Rồi, đến đây thì các em đã thấy có mẫu chung tất cả đều bằng 6 thì chúng ta sẽ tiến hành khử mẫu. Thì các em sẽ nhân đồng thời cả 2 về với 6. Lúc này thì phương trình sẽ thu được đó là 2x trừ đi 3 nhân 2x cộng 1 sẽ bằng x trừ 6x, đúng không? Đến đây thì chúng ta sẽ tiến hành phá ngoặc và thu gọn hai vế của phương trình. Thì lúc này phá ngoặc cô sẽ được là 2x này. Âm 3 mà nhân với 2x thì sẽ được là âm 6x. Âm 3 mà nhân với 1 thì sẽ được là âm 3 và bằng x trừ 6x thì sẽ là trừ 5x. Rồi, bây giờ cô sẽ tiến hành thu gọn vế trái. 2x trừ 6x thì chúng ta được là âm 4x trừ 3 thì sẽ bằng âm 5x. Bây giờ thì cô sẽ tiến hành chuyển vế và đưa về dạng của phương trình ax cộng b. Âm 4x này cộng âm 5x thì chuyển sang để thành cộng 5x, đúng không? Chúng ta sẽ được là âm 4x cộng 5x. Âm 3 chuyển sang thì sẽ là dương 3. Rồi, ngoài phương trình tương đương với âm 4x cộng 5x thì sẽ là x bằng 3. Vậy phương trình này của chúng ta chỉ có được kết quả sẽ là x bằng 3. Vậy thì đến đây các em sẽ kết luận vậy phương trình có một nghiệm duy nhất là x bằng 3. Vậy phương trình có một nghiệm là x bằng 3. Rồi, tương tự như vậy, ở phương trình B, đầu bài cho chúng ta phương trình đó là 2 cộng x phần 5 trừ 0,5x thì bằng 1 trừ 2x phần 4 cộng 0,25. Rồi, ở phương trình B thì ở đây cũng là phương trình chữa mẫu, đúng không em? Tuy nhiên, ở đây thì chúng ta có các số thập phân này. Thì cô sẽ tiến hành đưa số thập phân về dưới dạng của phân số. Lúc này thì phương trình B sẽ tương đương với 2 cộng x phần 5. 0,5 thì cô sẽ viết được dưới dạng là 1 phần 2x sẽ bằng 1 trừ 2x phần 4. 0,25 chính là bằng 1 phần 4. Rồi, đến đây thì các em sẽ thấy được mẫu chung của chúng ta sẽ là bao nhiêu nhỉ? Mẫu chung của chúng ta chính là 20, đúng không các em?
Rồi, bây giờ cô sẽ tiến hành quy đồng mẫu nhá. Cô sẽ quy đồng thì phân thức đầu tiên cô sẽ nhân với 4, chúng ta sẽ được là 4 nhân 2 cộng x phần 20 trừ đi phân thức thứ hai chúng ta nhân cả từ cả mẫu với 10 đúng không? Thì sẽ là trừ đi 10x phần 20 và bằng phân thức này chúng ta sẽ nhân cả từ cả mẫu với 5 thì các em sẽ được là 5 nhân 1 trừ 2x phần 20 cộng 5 phần 20. Rồi, đến đây sau khi đã có mẫu chung rồi thì các em sẽ tiến hành khử mẫu. Thì các em sẽ nhân đồng thời cả hai vế của phương trình với 20 thì lúc này phương trình mới của chúng ta thu được đó sẽ là 4 nhân x cộng 2 trừ 10x thì sẽ bằng 5 nhân 1 trừ 2x cộng 5. Bây giờ cô sẽ cùng các em tiến hành phá ngoặc. 4 nhân với 2 thì được 8. 4 nhân với x thì sẽ được là 4x. Rồi trừ 10x và bằng 5 nhân 1 sẽ được là 5 này. 5 nhân với âm 2x thì sẽ là âm 10x cộng 5. Rồi, bây giờ cô sẽ tiến hành thu gọn hai vế của phương trình. Thì ở đây chúng ta vẫn có 8 này. 4x trừ 10x thì sẽ còn âm 6x bằng 5 cộng 5 thì sẽ là 10 trừ đi 10x. Rồi, bây giờ cô sẽ tiến hành chuyển vế đúng không? Rồi, thì đầu tiên ở đây cô sẽ viết lại cái này cho đẹp hơn một tí nữa. Thì sẽ là 8 trừ 6x thì sẽ bằng 10 trừ 10x. Rồi, bây giờ cô sẽ tiến hành chuyển vế này. Thì cô sẽ được là âm 6x, âm 10 chuyển sang thì sẽ là 10x. Rồi, bằng 10 trừ 8. Lúc này thì phương trình của chúng ta tương đương với 4x sẽ bằng 2. Và tương đương với x sẽ bằng 2 chia 4 đúng không em? Và tương đương với x của chúng ta sẽ bằng 1 phần 2. Vậy thì đến đây thì các em sẽ kết luận được. Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất là x bằng 1 phần 2. Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất đó là x bằng 1 phần 2. Rồi, thì vậy đầu tiên là chúng ta đã giải xong hai ý A và B. Ở ý A thì chúng ta có x bằng 3 là nghiệm của phương trình này. Ở ý B thì chúng ta có x bằng 1 phần 2 là nghiệm của phương trình. Vậy là đến đây thì cô đã cùng các em giải xong bài 18 trang 14 sách giáo khoa toán 8 tập 2.